Xin chào các bạn. Thưa các bạn, tôi sẽ sau cái video này tôi sẽ làm nhiều các cái video để chia sẻ với các bạn những cái giải pháp đồng bộ cho cuộc chơi audio mà Khang Audio setup để mong muốn sau đó giúp đỡ cho các bạn chơi audio quan tâm đến những sản phẩm của Khang Audio một cách đồng bộ, để các bạn có nhu cầu mua những cái sản phẩm này, các bạn cảm thấy nó đã được có cái sự setup và gợi ý của Khang Audio. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn, tôi sẽ setup một cái hệ thống bao gồm có một cái đôi loa theo mẫu loa Tainoi Thunberry mà Khang Audio có cải tiến, sử dụng củ loa của hãng Monokilab của Nga, kích thước 30, kết hợp với một cái chiếc loa chép của hãng Isophone Đức sản xuất, vào thùng loa mẫu Tainoi Thunberry, và âm ly để phối ghép với cái đôi loa này thì nó là âm ly 6P3C, có thể sử dụng để thay thế một cái bóng EL34 mà Khang Audio ít nhất đã một lần chia sẻ với các bạn. Cái âm ly 6P3C này mà Khang Audio phối ghép với đôi loa Thunberry, mẫu Thunberry này thì nó có cấu hình là mạch single end và sử dụng bóng tiền khuếch đại là 6SN7 của Mỹ. Bóng công suất là 6P3C của Nga. Toàn bộ cái chassis vỏ bên ngoài thì bằng thép sơn tĩnh điện kết hợp với inox, và mạch thì được đi rất là gọn gàng, ngay ngắn, và trên những các cái vỉ fib theo cái nguyên lý là point to point, và nguồn dữ liệu cũng như là đầu đọc trong cái hệ thống này thì Khang Audio sử dụng một cái đầu CD có giải mã khi kết hợp với các cái USB rời bên ngoài của hãng Denon. Phụ kiện đi kèm theo cái hệ thống này thì Khang Audio cũng đồng bộ hóa tất cả các phụ kiện mà Khang Audio đã làm với những cái tiêu chuẩn phẩm cấp phù hợp với cái hệ thống này và có cái giá khá hợp lý. Có thể kể đến là những các cái phụ kiện như sau. Một là lọc điện do Khang Audio làm với những cái cấu kiện bên trong là do Khang Audio nhập của Mỹ. Hai là dây lọc, dây nguồn. Thì dây nguồn là Khang Audio sử dụng dây của Thụy Sĩ, hoàn thiện với nó bởi cái dây áo sắc rắn và hai cái đầu giáp của Nhật. Dài là 2m, và một cái đôi dây dây loa Hitachi dài 2,5m, hai đầu là bắp chuối, và một cái đôi dây AV cũng chất lượng rất cao của hãng Hitachi với cái chiều dài là 1m. Và toàn bộ cái hệ thống này sau khi setup xong, Khang Audio bán hàng cho các bạn thì có gửi tặng các bạn một cái USB 64GB chứa vào khoảng độ 200 cái đĩa nhạc. Ở trong đó thì Khang Audio cơ cấu chọn lọc cho các bạn một cái dòng nhạc mà được các bạn thích nhất, đó chính là khoảng 100 cái đĩa nhạc bolero với những tình khúc rất là hay, chất lượng nhạc là flawless. Toàn bộ hệ thống này Khang Audio bán hàng cho các bạn. Các bạn mua nếu mà cảm thấy ưng ý, hài lòng thì có thể sử dụng và thanh lý. Còn nếu như các bạn không thấy hợp lý, không thấy phù hợp với cái nhu cầu âm thanh của các bạn và nó không phù hợp với nội thất cũng như là bất cứ một cái nhu cầu gì của các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì các bạn có thể trả lại cho Khang Audio. Tuy nhiên, Khang Audio lưu ý, Khang Audio chỉ nhận lại hai thiết bị mà do Khang Audio làm mà thôi. Đó chính là nhóm thiết bị phụ kiện, thùng loa và ampli. Còn đầu CD thì thưa với các bạn, Khang Audio là mua ở ngoài hãng để giao cho các bạn, cho nên là phần đầu CD Denon tôi sẽ không nhận lại, để cho các bạn biết và các bạn cũng yên tâm. Toàn bộ cái hệ thống gói sản phẩm này Khang Audio bán chọn gói đồng bộ, chưa kể tiền vận chuyển là 55 triệu, để các bạn cảm thấy là cái việc đầu tư nó rất là vừa phải mà lại có một cái chất lượng âm thanh rất tốt. Khang Audio giao hàng toàn quốc và tiền phí vận chuyển các bạn trả riêng. Sau đây thì tôi muốn mời các bạn nghe thử một vài cái trích đoạn trên cái hệ thống mà Khang Audio phối ghép để các bạn thấy được cái chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Và hy vọng là các bạn ủng hộ và mua hàng cho Khang Audio.
gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sao bao la, để cho cánh hoa này cho em.
này cho anh khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau biết anh sẽ buồn vì thuyền em không rơi bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai.